Bạn muốn cày ranh nhưng không có thời gian, bạn muốn nạp nhưng mà không biết cách nạp thì cứ yên tâm đi nha. Shop của mình hiện tại đang có dịch vụ cày ranh và dịch vụ nạp thuê. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo ở phía trên màn hình nha. Hello và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, tao đó này mọi người ạ. Thì ngày hôm nay mình làm cái clip này là muốn thông báo cho mọi người biết là mình sẽ bắt đầu tổ chức thêm một cái event thằng G của bé nha. Và đến với cái video tiếp theo thì video đó mới là video tham gia event nha mọi người. Video này là mình chỉ muốn thông báo cho mọi người biết đó là mình sắp chuẩn bị tổ chức thêm một cái event thằng G của bé cho mọi người thôi. Các bạn comment vô video này thì các bạn cũng không được cái gì đâu mọi người ạ. Rồi ok thì mình cũng chỉ muốn thông báo cho mọi người biết như vậy thôi nha. Các bạn nhớ tham gia đăng ký đầy đủ và like video này giúp mình nha. Nhớ là video sau mới được tính nha mọi người. Video này mình chỉ muốn thông báo cho mọi người biết thôi. Ok và bây giờ thì mình xin chúc các bạn xem video này vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mời các bạn xem video thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký nha. Nhưng mà các bạn thích thì hãy nhớ để lại thêm comment và share cho những người bạn của các bạn xem video này của mình nha. Và cuối cùng là bên mình có nhận dịch vụ cày ranh và dịch vụ nạp G của bé á mọi người. Thì bạn nào có nhu cầu cày ranh hoặc là nạp G của bé thì cứ nhắn tin liên hệ số Zalo ở bên phía dưới góc bên phải màn hình nha. Rồi và ok thì mình cũng không dài dòng nữa. Bây giờ chúc các bạn xem video này vui vẻ nha. Nhớ like cho Thủ Nhà mọi người. Thank you.
Thank you.